Em xin chào tất cả bà con mình ha. Em chào mừng bà con, cũng như chào mừng anh em đến với kênh Nhân Chắc Đức Thắng anh em. Em sẽ review vài cái máy mà nó đẹp, nguyên thùng đổ nước anh em mình tham khảo ha. Nguyên thùng đổ nước người ta gớm quá. Tại cái này nói cho vui vậy thôi, nhưng mà em thấy có một số máy nó rất là chọi nè. Em lên cho anh em mình, có anh em nào mà chốt ha thì em sẽ dọn ưu tiên đặc biệt dành cho khách hàng đó, dọn trước đây nè, bị số lượng máy nó về nhiều, máy xăng máy dầu. Rồi nếu mà đợi em lên từ cái thì nó sẽ rất là lâu. Anh em nào có nhu cầu, ví dụ như Thắng ơi dọn dành cái 40 hoặc cái 50 thì cứ alo cho em, nó đang cần cái máy 50 mới về của mày á, máy đó đó, thì em sẽ dọn theo yêu cầu của anh em mình ha. Bị dưới em là đang vô mùa nên là nếu mà thiếu thợ anh em ơi, để nhằm đáp ứng cái nhu cầu mà lựa chọn viên của bà con cô bác mình á, thì giờ em sẽ quay trực tiếp cái máy này đây. Cái con đầu tiên em lên cho anh em là con NS40, nãy trên xe mới vừa xuống nè. Con này bảo đảm anh em 100% là anh em đổ dầu vô xả dầu bọt chạy, không cần can thiệp bất cứ thứ gì. Bị nãy là em nghe gum nói là dầu đen lù lùi, cái này dầu nước màu chứ không phải dầu đen lù lùi. Cái này em nhìn nó giống như nước màu quá, lỏng hỏng luôn. Mày không biết là dầu hay là cái gì em không biết, nhưng mà cái miệng của cái lượt này anh em nhìn là biết cái máy này nó mới cỡ nào đó. Anh em nào có chốt máy này thì em bán cho anh em là 4 triệu, anh em phí ship là 300, em bao nổ bao gin anh em toàn tập. Cái máy này thì chắc chắn với anh em là em không có làm gì nhiều đó, nhưng mà bị cái máy đẹp thì đỉnh, giống như mấy clip trước em có báo á, là em sẽ lấy máy lựa em lựa chọn á. Cái máy này cái số series của nó là 7807812 anh em, anh em nhìn bóng nhớt nè, hoàn toàn chưa xịt nước chưa rửa gì hết. Que mà nó mới kiểu này thì anh em nghĩ là cái máy người ta xài được bao lâu. Anh em nhìn cái nắp nè, em nói cái này là nó thiếu cái thùng, nó rửa ra là thiếu cái thùng nè, rất là đẹp. Anh em có chốt cái máy này thì alo giùm em ha, bảo đảm với anh em luôn là anh em mua máy này gì anh em kỹ nhất, xài cỡ khoảng 10 năm, góc nó dần nín luôn, lớp sơn chưa chốc, đồ nguyên zin nguyên si, nãy thằng đường nó cứ hít hào hoài. Rồi em xin báo giá lại cho anh em mình ha, máy này em bao nổi anh em là báo anh em 4 triệu, phí ship 300. Anh em nào chốt trước thì em giữ lại trước ha. Cái máy này nếu mà em quay em làm nổ em test lên thì em nghĩ là chắc không còn. Rồi chào anh em nha.